Dạ. Mình không có sổ tiêm nhưng mà kiểm tra tên của bé trên hệ thống. Alexander Kỳ Nam. Không đi chứ. Mình đi khám. Hôm bữa con lên đây rồi mà đúng không? Con đi mấy lần rồi mà đúng không? Khám mình vô mình khám bác sĩ coi bác sĩ nói gì ha. Mẹ. Là 117 117. 117. Dạ, 106 cho bé thì yeah. Mình cho bé là phòng tim mình đây. Dạ. Đứng đây. Chào con. Chào bác sĩ. Con tên gì đây? Con tên là Kỳ Nam. Ok ha. Bạn này từ bé tới giờ tiêm ngừa vaccine thì có phản ứng gì nặng không? Không. Ok. Bạn có dị ứng hay là có bệnh lý đặc biệt gì cần lưu ý với bác sĩ không? Không. Okay. Hai tuần nay sức khỏe ổn không con? Con ổn lắm. Này là cái này mới nghe được nè. Hồi sáng con nghe bằng cái kia là không nghe được đúng không? Cái kia là đồ chơi đúng không? Ok, cho bác nghe sau lưng nè kìa. Rồi, hít sâu vô với bác sĩ nè, hít vô. Đúng, giỏi, thở ra. Đó. Mát hả? Ok, tim phổi ổn hết rồi. Rồi rất là tốt nha. Về cơ bản á, lịch tiêm của Nam khá là tốt mẹ nha. Hôm nay thì đến lịch thì bạn có mũi viêm gan A mũi thứ hai nhắc lại ha. Rồi hôm nay tiêm cho bạn một mũi viêm gan A. Rồi mình ký tên với họ tiêm. Tất cả những lần tiêm ngừa, không riêng gì tiêm nhỏ nhiều hay tiêm ít, tiêm lần đầu hay tiêm nhắc lại, mình đều phải lưu ý những cái dấu hiệu nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu mà có sốt cao quá không hạ sốt được, liệu hạ sốt có sẽ hướng dẫn sau ha. Nếu có co giật, tím tái, khó thở hoặc là bạn lừ đừ nè, không giao tiếp với mình được là phải đi viện liền ha. Làm mẹ thì phải trải qua những cái cảnh như thế này, không phải lúc nào cũng chỉ có vui vẻ, chỉ có chơi đùa, mà thỉnh thoảng mình cũng phải cần quyết liệt. Wow, anh đã thấy sao ta, ra có lắp ráp nữa nè. Đây con ngồi đây nhé. Phải giải thích cho bé là những cái việc cần làm là phải làm. Và như cái đợt đi tiêm này là cũng đã rất là trễ rồi, cũng phải bỏ qua vài lần. Nhưng hôm nay thì Trang bắt buộc là kể cả Alex không thích, mình cũng phải giải quyết xong ngày hôm nay. Và cũng mong là trong vài năm tới, khi mà Alex hiểu chuyện hơn một chút xíu, nghĩ lại những cái thời điểm như thế này thì bé cảm thấy là mẹ đã làm những cái việc tốt cho mình. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3 2024.